thứ tư, ngày 4 tháng 7 năm 2018, 16:55 PM GMT cộng 7. Ông Putin phát biểu trong lễ khai mạc World Cup 2018. World Cup năm nay dường như là một giải đấu với nhiều bất ngờ không thể đoán trước. Những đội tuyển mạnh như Đức, Tây Ban Nha, Argentina đã lên đường về nước trước sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Trong khi đó, Nga khiến nhiều người ngạc nhiên khi chơi với sự quyết tâm và lọt vào tứ kết. Tuy nhiên, sự tiến xa không ngờ của đội tuyển Nga chỉ là phần thưởng phụ, che lấp người chiến thắng thực sự của giải đấu, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo báo Independent, đối với ông Putin, World Cup 2018 là một chiến thắng to lớn về quyền lực mềm. Trước khi World Cup khai mạc, đã có nhiều sự lo ngại về rắc rối liên quan đến hooligan Nga. Lực lượng ăn chơi, CV quá khích của Nga nổi tiếng thế giới về sự hung hăng và được cho có thể gây sự với tất cả mọi người. Tuy nhiên, trong World Cup năm nay, dường như họ đã ở nhà hoặc thay đổi cách cư xử. Theo Independent, đội tuyển Nga đã gây bất ngờ khi tiến vào tứ kết World Cup. Nhiều người cũng cho rằng các cầu thủ da màu có thể bị người hâm mộ Nga phân biệt chủng tộc. Cầu thủ Danny Rose rất lo ngại về nguy cơ này và yêu cầu gia đình ở nhà thay vì đến Nga xem anh thi đấu. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào liên quan đến phân biệt chủng tộc ở World Cup. Một mối lo ngại khác là cảnh sát có thể rất nặng tay trong khi giữ gìn kỷ luật nơi công cộng. Tuy nhiên, sự thật là cảnh sát có thể được nhìn thấy trên đường phố Nga nhưng hầu như không phải làm gì. Người hâm mộ bóng đá đang cư xử rất hòa nhã dưới ánh nắng mặt trời của mùa hè. Rượu vodka xuất hiện ở nhiều nơi nhưng chưa gây ra bất kỳ cuộc đụng độ bạo lực nào. Những nỗ lực của chính quyền Nga nhằm hạn chế cổ động viên Nga quá khích dường như đã thành công. Còn các cổ động viên nước ngoài có nguy cơ làm loạn có thể đã bị quan chức ngăn chặn đến Nga ngay từ đầu. Ngoài ra, có suy đoán rằng người hâm mộ Anh sẽ bị đối xử lạnh lùng sau vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei và con gái hồi tháng 3 ở Anh. Vào thời điểm đó, quan hệ ngoại giao Anh-Nga rơi vào tình trạng xấu, với tin tức hầu như chỉ đề cập đến chuyện trừng phạt, biểu tình, tẩy chay và chiến tranh lạnh mới. Nhưng không, vào tháng 6, người Anh đến Nga xem World Cup cho biết họ nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt. Với Điện Kremlin và nhiều người Nga, World Cup là cơ hội để thuyết phục mọi người rằng Nga là đất nước bình thường, nhà báo Oliver Kazer của tờ Independent viết. Trên thực tế, Nga đang cho thấy mình là hình mẫu trong việc tổ chức sự kiện thể thao nổi tiếng nhất hành tinh. Không có mối lo nào về việc sân vận động chưa hoàn thiện hay biểu tình như World Cup 2014 ở Brazil. Không có trận chiến đường phố nào như Euro ở Pháp năm 2016. Đến thời điểm này, có vẻ như ông Putin rõ ràng đang là người chiến thắng chính của giải đấu khi các chính sách ngoại giao của ông được củng cố mạnh mẽ, báo Anh nhận định. Tách World Cup, tin World Cup, tin tức World Cup 2018, World Cup ở Nga, World Cup 2018 ở Nga, FIFA World Cup 2018, cổ động viên World Cup, Vladimir Putin, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Putin World Cup.